Chị Đoan ơi, hôm nay nhà mình về con Rolls Royce, cái xe gì mà nhìn nó hay thế nhỉ? Rolls Royce, hôm nay chị về con Rolls Royce luôn. Em nhìn chưa, biểu tượng chưa? Con này là con gì nhỉ? Con sư tử à? Sao con chị? Sư tử. Chị về nắm cái con xe mà chính độc xác lạ. Là độc lạ nhỉ? Độc lạ chỉ có chị mới có thôi. Đấy, con này là chính xác ra đó là con Rolls Royce, nhưng mà Rolls Royce gọi là fake. À, Rolls Royce fake đúng không? Ừ, hàng fake nó có biết là hàng gì không? Là như nào chị nhỉ? Hàng nhái ấy. À, nhái à? Đây xem nội thất con này, mà con này nó có nhiều tiền đúng không chị? Không, con này nó rẻ lắm luôn. Đấy, bằng con xe máy. Ui, rẻ bằng xe máy ừ, á? Ừ, bằng xe máy mà option của nó là nhiều như ô tô. À. Nhìn không? Đấy. Xem ghế sau này. Đây, ghế sau của nó đây. Mà con này rẻ là bao nhiêu nhỉ? Chị bán có 158 triệu. Cái gì 158 triệu á? Ừ, thế nó bảo là rẻ như con xe máy mà này, Rolls Royce fake. Con này nó chính xác ra là mẫu xe 3X. À, 3X. 3X. 207, động cơ 3.0. Xe con này là nhập khẩu Đài Loan. À, máy 3.0 rồi. Ừ. Con này nó chị cam kết là máy số nguyên bản luôn, xe đẹp không lỗi. Mỗi cái là không rút được hồ sơ thôi. À, không rút hồ sơ thì xe vẫn đi lại bình thường ý. Ừ, đi lại bình thường, bao pháp lý mà về chính giám đốc là bán cho, xong rồi bên có nghĩa là bao pháp lý ra bên mình rồi. À. Đó. Và tại vì con này nó là mất hóa đơn. À. Mất hóa đơn, được chưa? Giám đốc là làm rơi mất hóa đơn đúng không? Đúng rồi, thế nên là bây giờ họ sẽ có nghĩa là làm cho mình cái giấy cam kết về pháp lý ấy. À, đấy, đầy đủ rồi, thế nên là yên tâm. À, tóm lại là con này là đời bao nhiêu nhỉ? Mẫu xe 3X207, động cơ 3.0, xe được trang bị cả cửa sổ trời luôn, gọi phải nói là 5 cửa. À. Đấy, với cái mức giá đang chào bán là 158 triệu. 158 triệu, xe cam kết an ninh pháp lý chuẩn chỉ đúng không? Ồ, cam kết luôn giấy tờ, gọi là công chứng rồi mà. À. Đấy, thế nên yên tâm, cứ cầm cái giấy tờ là hoàn toàn yên tâm để cái biển này số này chạy. Đấy. 158 triệu thôi, mua một chiếc xe này thay thế chiếc xe máy đi sử dụng, đúng không? Rất ok, nhập khẩu Đài Loan luôn, số tự động.